The world hasn't changed. People never change. We just keep going around and around. You keep on talking like the world is bowing at your feet. You got a switchblade in the pocket of your fitted jeans. And everywhere you go, you're always blasting your high beams. You got your music up, your back is turned, you walk away. You couldn't give a f*** about what other people say. When they go slow, you're going fast, hey, what a renegade. Just listen. Ngày hôm nay là một ngày thực sự rất là vui và trọng đại của Hường. Em là bạn thân của Hường rất là lâu rồi. Chúc Hường và Huy luôn luôn hạnh phúc bên nhau và sớm có quý tử. Tao chờ ngày này hơi bị lâu rồi đấy. Chúc Hường nha, với bạn mà mình tìm mãi mới được nha. Thì luôn hạnh phúc này, luôn vui vẻ này. Và sớm lại có trai này, có gái này như tao với Linh nha. Hai ba đứa vào, ok, chào bye bye. Cà phê chào bác Hương đi. Chào bác Hương. Gia đình em chúc cho chị có một đám cưới thật viên mãn và hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay là ngày ăn hỏi. Thì sáng nay thôi thì mình dậy rất là sớm. Mà thực ra là đêm qua cái thứ là mất ngủ, 2 giờ sáng mới ngủ được mà. Thì thực sự là rất là hồi hộp. Thứ là không biết là cô dâu bên này thứ là có chờ mình không. Rất mong là sau cái buổi lễ đính hôn này hôm nay thì sắp tới 2 ngày tới mình sẽ tổ chức cái lễ thành hôn. Thực sự là có thể là sẽ hồi hộp hơn nhưng mà sẽ hạnh phúc hơn. Anh luôn luôn cố gắng các thứ sẽ luôn luôn làm em vui vẻ, hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này. Hôm nay lễ hỏi Huy Hường, nhà trai nội ngoại đi cùng thật đông, 9 mâm đồ lễ bày chồng và chầu cau chè rượu, lễ không thiếu gì. Nhà gái thì đón tiếp thân tình, vui vẻ tình cảm, chụp hình quay phim. Lễ mi giao nhận dâng lên mà tổ tiên chứng quả hai bên gia đình. Từ nay chung nghĩa chung tình, Huy Hường hạnh phúc, hai mình bên nhau. Anh chị chúc mừng hạnh phúc của Hường Huy. Đã tận 30 mấy năm nay thì đây là một cái ngày vô cùng đặc biệt của hai em. Nhưng chị hy vọng bằng cái tình yêu của mình, chị hy vọng rằng trong cái thời gian tới này hai em sẽ có thật nhiều những điều mới. Sẽ có baby, sẽ có những cái sự phát triển trong công việc, trong cuộc sống và trong hạnh phúc của hai em. Tới mà chúc hai em sớm có em bé để gia đình thêm người, thêm của. Anh xin chúc mừng hai em. Chúc mừng hạnh phúc hai đứa nhá. Cô sẽ xin chúc con hai con luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Cô chúc cháu trăm năm hạnh phúc nha. Cô mẹ chúc các con hạnh phúc.
thống nhất và cho phép của hai gia đình, quyền lời đại diện cho đoàn nhà trai đến dâng lễ khi lễ cơi trầu lên bàn thờ tổ tiên của gia đình họ nhà gái, và xin phép được họ nhà gái cho xin phép cho đón cháu Nguyễn Thị Minh Hương về làm dâu con trong gia đình nhà chúng tôi. Tôi cũng xin chúc cho hai cháu, cho hai con chúng tôi là Lê Quang Huy và Nguyễn Minh Hương là trăm năm hạnh phúc và sống nhau là yêu thương nhau mãi mãi. Về phía bên họ nhà gái chúng tôi cũng hoan hỉ, rất vui vẻ được đón tiếp các quý khách quan họ nhà trai trong buổi lễ đón dâu ngày hôm nay. Thì hôm nay là con sẽ có một thử thách cho chú để chú thể vượt qua và đón đi con về. Khi Hương muốn có mấy đứa con ạ? Tôi đại diện cho nhà trai đến rước dâu về nhà đón cháu Nguyễn Minh Hương về làm dâu con nhà chúng tôi. Muốn đẻ con trai hôn má phải, muốn đẻ con gái hôn má trái, và muốn đẻ sinh đôi hôn chính môi là hai cháu thể hiện. Nào, rồi, cảm ơn. Till infinity, I will fight for us together. All my love and worse are better. It's you, you, and me. You and me till infinity.
ngày vui của hai con. Bố mẹ rất vui mừng và mong các con, hai con thật hạnh phúc, có một cuộc sống rất là trọn vẹn với một gia đình êm ấm, sớm có cháu để cho bố mẹ được vui nhá. Bố cũng chúc cho hai con sống với nhau đến đầu bọc răng long và cũng chúc hạnh phúc của hai con yêu thương nhau mãi mãi. Hôm nay là ngày cưới của chị Hường và anh Huy, thì mình chúc là hai anh chị là luôn hạnh phúc và vui vẻ bên nhau, mạnh khỏe và sớm có em bé ạ. Trong ngày vui trọng đại của em, chị cũng không biết nói gì hơn, chỉ chúc em và Huy hai vợ chồng sẽ luôn luôn hạnh phúc, may mắn và sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Chúc hoa mừng hai em. Thay mặt nhà trai xin chúc cháu Huy và cháu Hường luôn trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau. Drifting off. Ông chờ đón chú rể Quang Huy sẽ được bước trên con đường hạnh phúc. Nhà của các cháu nữa thì tôi thấy hơi buồn chút ạ.